Vì một cái mờ đấy thì cũng thích cái mờ đấy đấy. Đứng dài mà. Anh muốn nghe cho em mượn coi. Sao anh bính nó vậy? Dạ bao giờ mượn thử coi nó có khóc không? Hồi nãy giờ nó khóc không em, không khóc không? Đâu thử còn lần nữa đi. Nó khóc em trả luôn em không được. Để lên. Nó gì nó. Muốn ra chim chọc nó ra. Rồi chả mệt con này, chả mệt con này lên. Rồi chả mệt cho con không đánh nữa rồi rồi. Số nha. Nên là nó thường thôi. Sao cũng sẽ nha. Nào muốn gì mẹ lấy cho. Mum 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 chẹp chẹp chẹp. À thường 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 muốn về, muốn về rồi nè, anh muốn về mà thường muốn về. Ô mẹ kỳ. Sao nó hết cái mờ này vậy? Gái ơi, cho mẹ mờ này đi. Gái nè. Mờ này của ai? Ây da. Ây da, không ai làm gì hết mà. Ây da tối ngày. Ây da. Mâm mâm. Mâm mâm. Ấy mòn luôn. Anh chiếm nó liền cái mòn này. Em lấy cái mòn của nó mà nó khóc. Nó mở đi. Thôi kệ nó. Không lấy nó liền cái mòn nó nghe em mà. Thôi thôi kệ nó. Nè. Thôi chả mình ghiền này, chả mình ghiền. Chả mình ghiền thôi. Nguyên chục nhỏ khóc. Mà sao thì nó ghiền mệt này kìa vậy? Mệt này nó mệt nó rợ nó bả. Rồi đến nó ghiền. Để ngủ đi. Để ngủ đi. Ngủ đi. Đừng có kỳ cục quá à. Thấy mệt. Ngủ đi. Sao nay ba mày Vinh mày vậy? Cắt cắt bum bum. Cắt bum cắt bum. Mà này của con cho mẹ đi. Cho mẹ mình này đi. Mình này đẹp mà cho mẹ. Làm gì? Tao đang quay clip mày nói gì vậy? Rồi. 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 Rồ